nay đẹp quá. Chị các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở quận 4 mọi người ơi. Cũng lâu rồi thì kênh VNT chưa chia sẻ cho chị các bạn về chuỗi đồ ẩm thực ở quận 4. Thì hôm nay mình có mặt ở đây chia sẻ cho mọi người về món ăn ở đây nha. Món ăn ngày hôm nay là mình chia sẻ cho mọi người về bánh xèo Bà Hai, rất là nổi tiếng ở khu quận 4 luôn, cũng mấy chục năm rồi đó mọi người. Địa chỉ nè, 119 Lê Văn Linh, phường 13 quận 4. Cái đường Lê Văn Linh này nó sẽ thông với cái đường Đồng Văn Bơ ngoài kia. Hiện tại đường Đồng Văn Bơ á là đường một chiều. Anh chị các bạn mình đi vào thì mình có thể đi đường Lê Quốc Hưng. Đó, bánh xèo Bà Hai thì nó xây gần với cơm tấm bãi rác. Cơm tấm bãi rác ở chỗ này nè mọi người. Anh chị các bạn mình ở trái thì gần ốc nho luôn. Đó. Đây. Bánh xèo Bà Hai. Coi số điện thoại được nha. Bây giờ là khoảng gần 5 giờ mọi người. Mình thấy ở đây nè. Giờ mở cửa là từ 10 giờ đến 7 giờ rưỡi. Bánh xèo Bà Hai thì sẽ mình thấy là trời ơi, ở đây á menu tới 10 loại luôn. Và đặc biệt á là gần 100 ngàn luôn mọi người, 95 ngàn. Và thấp nhất là 50. Mình thấy cái khu đồ bánh xèo là ở đây nè, ngay đường hiểm. Có rau. Và cái khu mình ngồi thưởng thức là bên đây. Đó. Mình có thấy ngồi bên đường hẻm này luôn ha anh ha. Dạ. Mình ngồi ở ngoài đây ăn đúng được rồi, luôn đúng ha. Rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi, bên xe mình đỏ có bánh xèo ở đây tới 10 loại luôn. Mình đang đỏ có bánh loại gì vậy? Truyền thống. Truyền thống là nó tôm thịt thôi. Dạ. 50 ngàn ha anh. Đúng rồi. Dạ, truyền thống. Có tôm, có thịt. Ở đây mình thấy bánh xèo mình tới 10 loại luôn ha. Đúng rồi. Có tôm, có thịt rồi. Như là 10 giờ sáng đó mình có bán rồi ha. Đúng rồi, 10 giờ sáng. Dạ. Giờ là 7 đến 7 giờ tối. À. Thì giờ này là cũng là giờ gần cao điểm chót rồi ha. Bây giờ là 5 giờ chiều. Rất là thơm nha. Rồi. Có thật. Đây nó. Vậy là mình ăn là làm hai chảo bánh xèo. Có tôm này. Cái này cũng truyền thống luôn anh. Truyền thống. Dạ. Bây giờ chị nào mới có chưa chị ơi. Vài bữa nữa chú. Đây là gì phước gì? Thì còn nghe gì? Em thấy mình làm nó rất là chiều mỡ ha. Rồi rồi, để ý là anh làm rất là chiều mỡ luôn. Rồi số 1, số 9. Vậy là menu mình kêu theo số thì dễ ha. Đúng rồi, kêu theo số thì dễ. Cái tạp cẩm đây là số 1 ha. Cái này truyền thống đây là số 1. Dạ. À, mình rửa. Cái đó mình rửa một miếng dầu để cho đúng rồi, lá chắc ra hết à. Dạ. Mình lấy cho nó giòn á. À, hay ha. Chút nữa chắc được. Khách đang đợi. Có phần như vậy. Một chỉ không? Không có 5 trái về á. À, lấy đi. Trời ơi. Chưa có xèo mà. Bởi giờ biết là vậy nhưng mà nãy nó xèo như sớm. Ở bên kia là bánh khọt anh ha. Đúng rồi. Dạ. Có bánh xèo, có bánh khọt. Thì mình để cho nó giòn rồi ha. Tôm chính là những cái thương rồi. Thì qua bánh xe Bà Hai mình bán đây lâu lắm đó hả? Lâu rồi. Dạ. Chắc cũng hơn 40 ha. Dạ. Trước giờ không á. Trước năm 75 luôn ha.
Vậy là hiện tại giờ là bán đời thứ hai rồi. Đời thứ hai rồi. Thứ hai, thứ ba luôn rồi. Thứ ba luôn. Bánh xe bà hai mình nổi tiếng ở quận Tư này đúng không? Ông lên TV quay ông chán luôn á. Dạ. À, giờ đợi, mình đang đợi hai cái bánh xèo truyền thống ra là mọi người rất là kỹ luôn. Tất cả công đoạn này em ngửi ra mùi rất là thơm nha. Cái này chắc anh đang đợi cho ráo dầu, mình để cho ráo dầu ha. Có một cái tờ lá chuối mình lót ở dưới nữa, rất là kỹ luôn. Giờ mình đang làm loại gì anh? Cái số 9. Nó có gì anh? Mực không à. Mực à, nó bao nhiêu tiền vậy anh? 60 ngàn. Bánh xèo mực. Dạ. Rất đa dạng luôn, mọi người thích loại nào thì phải thử thức loại đó. Còn cái số 10 là đầy đủ luôn. Dạ. Hến, mực, tôm, trứng, tùm lum luôn. Cái đó chắc là 2 người ăn ha. Thì đứa cái cũng cỡ vậy nè. Dạ. Đồ nó nhiều. To kìa ha, bánh xèo rất là to. Ừ, cái này nãy giờ mình chín rồi. Bên này có thêm một anh nữa. Một chảo bên này. Còn cái mực ở đây nữa nè. Đây là cái mực. Cái này chắc mình đang làm cái truyền thống rồi ha. Em thấy cái vành ở trên nó rất là giòn rồi đó. Mỏng và giòn. Cái này là cánh mực. Đợi xíu nè. Rồi rồi, gần xong rồi đó. Cái mực này chính á hả? Mình đổ bánh khọt nha. Bánh khọt. Cái này mình đổ loại gì vậy? Cái tôm không với tôm với lại cái bình thường là tôm thịt. Tôm không, tôm thịt. Nguyên con tôm trên luôn ha.
thật sự. Đây là bánh gọt thịt ha. Đó, 5 cái thịt, 5 cái tôm. Dạ. Nó quay mới tải lên nè. Dạ. Ba một phần nhà bếp nha. Rồi. Một phần bánh khọt tôm nó là bao nhiêu vậy? 50. Dạ, là được mấy cái á? 10 cái, mình nghĩ là 10 cái. À, 10 cái luôn. Anh Lâm con của bạn. Anh Lâm ơi, quán mình là bán được bao năm ở đây rồi anh Lâm? À, bán trên 50 năm rồi, bán từ lúc đời bà ngoại. Rồi tới đời mẹ. Rồi tới đời của mình. Dạ, là hiện tại là 3 đời rồi ha. 3 đời rồi đó. Dạ. Từ xưa giờ là mình bán ở đây hả anh Lâm? Gia đình từ xưa là ở đây luôn. Dạ. Cái bích tôi lại được là cầu điểm xây dựng cái bích được. Bánh mới nữa cho người kia tới 10 lọ. Cái này mình đang làm cái gì vậy? Cái ủ dừa số 8. Số 8 bao nhiêu tiền ạ? Số 8 cũng dừa 60 ngàn. Có tôm, có thịt, có ủ dừa. Đúng rồi. Ở đây là mình bán cái loại nào mà là đắt nhất của quán mình ạ? Có truyền thống. Dạ, truyền thống dễ ha. Truyền thống dễ ăn. Thống thì 50 ngàn. Tại vì mình từ xưa giờ cái đó nó dễ mà đó. Dạ. Nhiều khi ở nhà mình làm cũng dạ. Thống đâu, quen thuộc với mình ha. Quen thuộc rồi. Thì tầng trước thảo lên. Mình nói là cái hến ha. Cái hến nó là bao nhiêu ha? 50. 50 ngàn. Wow, nhiều vậy luôn ha. Đây là cái số 8. Dạ. Con là khổ vừa.
chi cái này cái vành nó phải mỏng và giòn ha. Anh dắp lại là được rồi đó mọi người. Đây, số 4. Số 4. Đây nè, đây nè. Số 8. Cái này lâu hơn xíu. Dạ, bây giờ là mình sẽ làm cái số 3 nha. Có tôm, thịt, trứng. Tôm lộn nha. Mình tôm lộn sẵn. Cái số 3 này là bao nhiêu tiền nha? Số 3 hình như là 70. Dạ. Cái số 3 tôm thịt trứng là 70.000. 2, 4, 6, 7 con tôm luôn ha. 7-8 con tôm. Thịt nhiều quá ha. Đúng rồi. Nhiều, và em thấy cái miếng thịt này dày nha. Dạ đúng rồi, em thấy dày nha. Mày dày với xào đó nữa nó tay lại. Quán mình chắc cuối tuần đông rồi ha. Ngày chủ nhật. Dạ. Đông nhà. Bữa nay em quay thì mưa nữa ha. Em thấy kỹ thuật đổ bánh nó khó nhất là làm cho cái vành nó giòn. Đúng. Một cái trứng gà này. Này là 70 ngàn đó mọi người. Cái số 3 là mình đây. Hai cái số 3 luôn. Cái có trứng cho nhìn rất là đẹp. Wow, cái đó cái vành nó giòn ghê luôn. Cái này cái độ giòn còn giữ được bao lâu anh? Mình mua về mình để được bao lâu anh? Lâu à? Lâu à? Dạ. Mình có thể mua xa được ha? Được. Thì ăn bánh xèo mình thích cái giòn của cái vành. Hai cái xèo. Cái số 5 cái này. Phải là cái 12, cái 13.
cái này cái số tôm lột nè. Đó, đó, số 3 đó rồi luôn. Giờ em chỉ đổ cái số 1 cho chị thôi. Không gian ngồi mình thấy rất là sạch sẽ luôn mọi người, thoáng ghê luôn, bánh xèo nè. Như loại rau hả chị? Ở đây trước đi ha. Ở đây là có xà lách nè, với là cải xanh. Dạ. Bên đầu sống thì dắp cá, quế, húng cây, tí tôm. Còn rau rừng thì nó đủ loại. Ở trên đây là rau rừng. Đúng rồi, rau rừng nó đủ loại. Anh nghĩ chắc là bữa trưa là nhiều lắm ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là cũng gần hết rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ là mình sẽ thưởng thức cái đặc biệt. Cái đặc biệt ở đây là 95.000 anh ha. Có đầy đủ hết luôn. Có tôm, có để mình quay từ từ mọi người, có tôm có thịt này. Đây là đầy đủ của quán luôn, có 95.000. Cái đó là mực đúng không anh? Thịt. Dạ. Cái này là thường một người ăn hết không anh? Thì hết. Dạ. Em người chắc hết ha. Đây quay nhiều rồi, mà có cái này chưa được thưởng thức thì mình quay chi tiết cho mọi người luôn. Cái đặc biệt cái số 10. Cái số 3 mình thấy cái số 3 mọi người kia cũng nhiều. Cái số 3 màu có được cái trứng rồi màu rất là đẹp. Trứng xong rồi giờ đó là hến. Trứng hến. Là đầy đủ chưa? Còn nữa ha. À còn có hũ dừa nữa. Hũ dừa đó. Còn cái bánh chất lượng luôn á. Đây nắp lại. Đây là số 3. À anh vẫn đổ liên tục này. Cái vành này, cái vành nó rất là giòn lên. Trả gì? Trả luôn. Bây giờ bắt đầu thơm rồi nè. Này nhưng mình rưới hai lần dầu ha. Đúng rồi. Yeah. Ủa cái vạch bây giờ thấy nó mỏng ra nè. Đèn rất giòn ha. Còn rụm luôn á. Thơm phúc. Bên đó số 3 đó người bạn này cái số 10 người ha.
hai cái nó khác biệt này. Này rất là nhiều lần. Đó, những cái vạch là thấy là đủ hấp dẫn rồi. Cái này đẹp quá. Chính luôn mà mình thấy không có dầu nữa mọi người. Thì thấy hay không? Thì nó chính là nó ráo dầu vậy nè. Còn có xíu. Rồi. Nó tuyệt vời luôn. Đây, trước khi đổ cái bánh mình thì mình có chín lên mọi người. Rất là thơm luôn, mình ấn tượng luôn. Cái quán này á, này. Cái vành này rất là mỏng luôn. Vành mỏng mà giòn rụm mà. Đó mọi người có thể nghe được giòn rụm rụm luôn. Ở đây mình ăn với nhiều rau á, rất là nhiều luôn. Có rau rừng nữa. Nước mắm. Nước mắm thì mình sẽ chan với mình sẽ cho một xíu ớt vào. Ở đây á, thường người ta chưa có cho ớt vào, mình cho ớt vào để xin được chấm. Đó. Thì mình dở cái đặc biệt ra mọi người. Cái cà đã luôn nha. Đó. Mà mọi người mới xem thì cũng biết đúng không? Trời ơi, nó bóc khó rất là thơm nè. Có đầy đủ quán luôn. Cái này là cao nhất là 95.000. Mình nghĩ là ăn được đó mọi người. Thơm. Đợi lại. Đó. Ở đây thì ở trên sẽ có cái menu quá mọi người xem nha. Mình ấn tượng với cái bánh mọi người. Để mình ăn cái vỏ trước đi. Rất là hay á, khi mình cầm vào mình cảm nhận là cái dầu mỡ rất ít nha. Cũng có nhưng mà tương đối ít. Mỏng mà dính luôn. Giòn lắm á. Cái kỹ thuật mà đổ mà mỏng mà giòn này á, chắc là khó nha mọi người. Có một cái lá chuối à. Bánh rất là thơm nha. Đó. Mình nghĩ là mình sẽ ăn được một cái này luôn. Công nhận cái vành đó. Bây giờ cái bột thì mình cảm nhận được cái độ vào bé béo mọi người. Quá đã luôn. Con hủ dừa. Nó giòn ngọt. Cái này là mình chưa phải chấm với nước mắm luôn. Mình cảm nhận cái vị nó vừa phải. Mình muốn đậm đà hơn thì mình sẽ chấm một xíu với nước mắm nha. Đó. Ăn cái này nữa đi là mình cuốn với rau. Thường ăn bánh xèo người ta sẽ cho mình nhiều rau để mình bớt ngấy cái dầu mỡ đi. Nhưng mà bánh xèo ở đây mình cảm nhận là ít dầu mỡ. Mày có thể ăn không cũng được. Này có tôm, có thịt, có hơi dừa và giá, có hến nữa mọi người.
ăn tượng luôn, quá chất lượng. Và hến nữa nè, cuốn lại, nhà mình cuốn lại để mình ăn, mình chấm đó. Giờ để chấm nè. Có lỡ luôn, mình ăn đầy miệng luôn á. Giòn nhọn lâu á. Cái này là khúc giữa nè, rất mềm. Béo béo luôn. Hay cái là mình không có cảm nhận được dầu mỡ nhiều. Mình nghĩ là khi đó thì mình sẽ ăn nó cái này. Cua canh này. Bích Siêu và bà Hai, mình nghĩ là sẽ có nhiều anh chị đã từng ăn đây rồi, tại vì quán này rất là lâu đời. Anh chị các bạn nào vào ăn đây rồi thì để làm người bên dưới nha, để ý kiến của mình lại bên dưới. Wow, cuốn cuốn cuốn. Hôm nay mình thấy có hai loại nha, còn vỏ và tôm đã lột vỏ rồi. Ừ. Ủa, cái khúc này mọi người hến quá trời. Hến đặc lừ luôn. Bên ngoài luôn. Một mình ăn cái này no mọi người ơi. Thật là rất là no luôn. Còn đây mình chờ lại cái bàn cuối cùng nè, cái miếng thịt ở cái miếng thịt nó bám vẫn còn nè, mình cảm nhận là đợi bây giờ nó còn giòn hơn nãy nè, quá xuất sắc luôn đó. Đã chưa? Quá no mọi người ơi. Rồi, thì các bạn mình yêu thích món bánh xèo thì có thể ghé qua trải nghiệm thử. Mình sẽ đặt cái đường link tổng hợp của video ẩm thực quận 4 ăn với lãnh đạo người xem nha. Bây giờ xin mấy bạn hẹn gặp lại, hẹn chị các bạn vào những video tiếp theo. Quá no luôn.